cút gà. Đây này, cái cút này, cái chân không này, mở cái đây ra này, cái đường hàn này, này. Anh để thẳng này, vuốt thẳng đường hàn này, anh hơi đánh một tí này, đó để gì này, đó, đó thì khi mà anh hút nó ép xuống thì nó sẽ thẳng cái đường hàn, đó. Anh để gì gà gì vẫn là chưa đẹp lắm đâu. Đây này, đây này, em hướng dẫn ở đây này. Vai cùm đây này, vai cùm đây là cái hút hút lực hút của con gà. Cứ như của anh túi nó to thì anh là hút khỏe, anh bắt buộc anh phải tăng nhiệt hàn lên, thôi em cứ để 35 này. Còn đây là sizing là độ hàn này. Độ hàn túi dày em đang để 2,5 ly này, 2,5 giây này thì là độ dày như túi là vừa này. Hắn mà dày hơn nữa thì anh phải tăng lên nữa. Còn nếu mà hắn mà túi của anh mỏng thì anh giảm xuống. Em cứ để 2,5 giây. Tăng giảm ở đây à? Tăng giảm đây, tăng này, giảm này. Đây tính 2.5 giây này. Còn đây vacuum là 35 giây này. Đó, em cứ để mặc định. Sao anh cứ để mặc định như thôi, anh không cần điều chỉnh hết. Hút anh đẹp rồi, anh chỉ bật máy lên thôi. Này, chỗ nào nó tự đóng. Vâng, nó tự đóng. Thì bởi sao anh chỉ cần bật cái công tắc này lên, thông số anh để nguyên, không dính chi hết. Để yên như cái này thôi. Cứ một lần anh bật công tắc lên anh nhấn thôi. Nhưng mà mỗi lần làm khi mà ấy xong là anh phải đỡ cái tay. Đó, hướng phòng lên rồi, đấy. Sau này mà có vấn đề chị anh cứ số Zalo của em á, anh quay video lại, anh gửi lại cho em. Thì em sẽ hướng dẫn anh cách xử lý. Anh một lần sau này anh đỡ ra, anh phải đỡ ra, anh đừng có để bung ra nhá. À, anh phải đỡ một tí. Đấy. Đấy, anh mà muốn ấy lên nữa, anh mà muốn ấy thêm nữa là anh phải ấy, anh phải thêm tăng thêm dây lên. Hút thử con khác này, lấy cái thêm cái nữa đi. Hút được con khác. Đấy. Đây là nó chưa ấy, anh phải tăng thêm một giây nữa. Ví dụ nha, tăng lên nè, tăng lên 38 giây, 40 giây thì cái độ hút sâu của nó sẽ sâu hơn thằng này nữa. Đấy. Sau này có cái số kia hút cũng chả sao nữa. Dạ. Con nó không chỉ là 1182, không chỉ là một sửa máy tay ngoài trong cửa, anh chỉ là văn phòng màn hình. Từ từ.